Thôi. Đợi mà tự nhiên em muốn gà quá nhiều, không đéo dám ăn. Tôi đừng ăn gà, mày ăn gà thì mày sẽ biến thành một con gà rồi đấy. Chúng ta là gà sẵn rồi. Đúng á, chúng mày tương đương hôm qua tao. Không, ý tao gà như hả anh ấy. À. Mặt đi kính. Hôm qua. Không, nhưng ý ra em vẫn cùng anh ơi. Ok. Hôm qua tao hỏi Thành Vinh. Hôm qua tao hỏi Thành Vinh là tao biết được AU thì có qua được Galactic Fragility hay không? Có. Thành Vinh nó bảo là nếu như mà mày chơi 60Hz hoặc là chơi mobile, chơi con AU á thì đi về con AU nó còn khó hơn cả Galactic Fragility. Thích anh Vinh biết từ lâu rồi. Galactic Fragility thì giờ nó không còn khó nữa. Ngày xưa thì nó khó, cái phiên bản cũ khó kinh gì đó đấy. Mùa nước. Không phải nó nớt, nó khó mày thì nó bốc tiếp thịt mẹ. Cái hồi tao hạ được nó, mẹ, tao xít khóc thế. Ừ. Không. Thật. Thế nên tôi biết nó khóc thật. À, anh chơi thử mẹ. Con lấy ở Justy đi. Mẹ nói thế nhớ lại cái hồi biết Esther nó. Mẹ nghe kiểu đó nhỉ. Hình như có ai được recommend Play of Justice nhỉ? Em không biết có vui không? Để khi nào thử. Biết em vui. Con này nó đứng sau thằng Celestial Force một bậc. Đó, nó đứng sau Zero, nó đứng sau Celestial Force tận 10 vòng ở trong cái eo. What didn't die? Chưa bao giờ tao biết Ipadoza là như thế này. Con này làm tao mất cảm tình với Ipadoza. Tao bao nhiêu 6-7. Nhưng mà em lại chết ngu, yeah. Chết đâu. Em chết ở cái đoạn trước cái đoạn đi ở ngay cuối cái đoạn mà anh bảo khó nhất đi. À. Ok. À.